Và tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi bản tin đặc biệt về Việt Nam với vạn lý về bản án của Cộng sản Việt Nam dành cho hai sinh viên trong nước. Vận động và kêu gọi phóng thích hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha hôm 16 tháng 5 năm 2013, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã tuyên phạt hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên, 21 tuổi, với bản án 6 năm tù và Đinh Nguyên Kha, 25 tuổi, 8 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước, đã gây sự quan ngại từ Hoa Kỳ và tổ chức theo dõi nhân quyền về các bản án đối với các nhà hoạt động khi họ bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dùng các tội danh về an ninh quốc gia để bỏ tù hai sinh viên Phương Uyên và Nguyên Kha đã phản biện tại phiên tòa rằng họ không có mục đích chống nhà nước và khẳng định họ là những người yêu nước và phản ứng trước các chính sách của đảng cộng sản Việt Nam và hành động xâm lược của Trung Quốc. Bản án 14 năm tù tổng cộng dành cho Phương Uyên và Nguyên Kha đã gây sự chú tâm và ủng hộ của người Việt trong và ngoài nước qua thịnh nguyện thư kêu gọi và đấu tranh vận động quốc tế đòi trả tự do cho hai nhà hoạt động trẻ do nhóm Chúng ta Công dân Tự do khởi xướng và phổ biến trên Internet với tuyên bố sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha không có tội. Cho đến nay, Hoa Kỳ và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã lên tiếng phản đối bản án của hai sinh viên Phương Uyên và Nguyên Kha và yêu cầu Hà Nội phóng thích các nhà hoạt động cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Vạn Lý xin kính chào.